truyền Việt Nam được tái hiện rõ nét qua nhiều hoạt động hấp dẫn. Khám phá phong tục đón năm mới ở các quốc gia trên thế giới với những màu sắc vô cùng độc đáo. Hoành tráng, ý nghĩa và hào hứng. Tất cả hội tụ trong Hội Xuân Visers 2018. Ở cả ba điểm trường, V-School Time City, V-School The Harmony và V-School Gardenia. Tết Việt Nam, chào thế giới. Không gian Tết Việt ngập tràn hội xuân. Như một lời chào của Việt Nam gửi đến bạn bè thế giới, Hội Xuân Visers 2018 đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người tham dự với nhiều điểm nhấn đặc sắc. Đến với hội xuân thì không chỉ có con mà còn có những bạn học sinh khác rất háo hức và yêu thích khi đến vườn đào. Những cây đào này đều là các bạn Visers tự làm handmade, và trên mỗi cây đào thì sẽ có những điều ước của các bạn đã viết và bỏ vào trong những bao lì xì như thế này ạ. Cuộc thi này là kế thừa giá trị văn hóa và phát huy nét đẹp bản sắc dân tộc. Các cháu bây giờ chỉ có ăn bánh chưng làm sẵn thôi. Rất hiếm khi để mà Tết mà bố con có thể quây quần như ngày xưa để làm cùng nhau những cái bánh chưng và có lại những cái không khí như là Tết cổ truyền. Theo tôi thì đây là một cái cuộc thi rất là bổ ích, là giúp cho các cháu hiểu cái văn hóa truyền thống, đặc biệt là cái một cái nét đẹp truyền thống ngàn năm của dân tộc chúng ta. Hội nhập quốc tế với Tết Nam Châu. Bên cạnh không gian Tết truyền thống, Hội Xuân Visers 2018 còn ngập tràn sắc màu quốc tế, mang tới cho các Visers cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu về phong tục đón chào năm mới ở các nước khác nhau trên toàn thế giới để trở thành những công dân toàn cầu. Các con có thể là đến trải nghiệm từng gian hàng, từng đất nước mà các con chưa từng được đặt chân tới, là các con đã thấy rõ được là đất nước đó hiện ra như thế nào, chị thấy rất là vui và ý nghĩa. Chấm điểm những cái tiết mục của các con thì mình cảm thấy thật sự là mình ngập tràn trong cái niềm vui, trong một cái không khí mà rõ ràng mọi người nói là giống như là vui như Tết ấy. This year Tết Festival will not only depict the bustling atmosphere. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đem thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Nét văn hóa của tất cả các dân tộc trên thế giới được các bạn Windsor thể hiện rất là đẹp bằng các tranh vẽ, rồi bằng các trang phục khác nhau. Đấy là thể hiện rằng các bạn Windsor đang hàng ngày đang hội nhập với thế giới. Thông qua những hoạt động của ngày Tết tổ chức tại VinSchool như thế này thì các em cũng cảm thấy yêu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình hơn, nhưng đồng thời là cũng hòa nhập với thế giới nhiều hơn.